lộ, nói tao nghe. Xin lỗi, chị là ai vậy? Hình như tôi không biết chị. Mày là cái con y tá lụa chứ gì, phải không? Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với chị đâu. Sao chị nói chuyện lỗ mãng quá vậy? Lỗ mãng hả mày? Lỗ mãng à. Lỗ mãng hả mày? Lỗ mãng hả? Lỗ mãng, lỗ mãng nào? Chị làm gì lỗ vậy? Mãng hả mày? Buông tao ra. Làm gì vậy? Tự nhiên đi đánh người ta. Thôi đi. Mày buông tao ra nha. Không có liên quan tới mày nha. Mày tránh ra mày. Mày, mày, chị mày hả mày? Mày, người ta có làm gì chị đâu. Đi Mận ơi. Mày biết cái gì mà mày nói? Con này đã cặp kè với chồng của tao kìa. Nó giật chồng tao kìa. Chị đừng có nói hồ đồ nha. Hồ đồ cái gì mà hồ đồ? Mày tránh ra mày. Mày hả mày? Mày chị. Mày giật chồng tao kìa. Mày Mận gì vậy? Mày chết. Mày giật chồng tao mày. Mày giật chồng tao mày. Mày giật chồng của tao. Trả chồng tao. Trả. Đi. Chạy lẹ lên đi. Cậu biết thì chắc là đánh nghiêng. Đồ mất dài. Đồ mất dài. Vừa lòng hả dạ anh chưa? Vừa phải cái gì nè? Lỡ té xong con về nhà tắm đi. Mà tới đây làm gì? Đây là chỗ làm việc của tôi mà. Cái gì mà té? Cái con lụa, cái con lụa bồ của anh đó, nó đánh tôi ra nông nổi như vậy nè. Anh vừa lòng anh chưa? Đồ cái con yêu quái, hồ ly tinh. Im đi. Cái con. Đừng có hồ đồ. Nè, cô làm ơn cô đi về đi. Đã từ lâu rồi giữa tôi và cô không còn gì để nói nữa. Đừng có gây hấn nha, vô ích đó. Cô đừng có kiếm chuyện nữa nha. Cô không nghe tôi nói sao? Tôi biểu cô đi về đi. Đây là chỗ tôi làm việc mà. Đi. Ông xã ơi, em gãy chân rồi nè. Được rồi. Đây nè. Có y tá đây nè. Hả? Đó. Nhờ cô khám đi nha. Cái gì? Nè. Nè. Kêu cái gì mà kêu? Kêu cái gì mà kêu? Uống miếng nước dừa đi. Tôi có bỏ thêm chút muối á, dễ tiêu lắm. Uống đi cho mát. Tôi xin lỗi Mận nha. Tại tôi mà Mận bỏ lỡ buổi chợ rồi. Thôi, để chiều tôi đi bán cũng được. Uống miếng nước đi. Ủa, còn ly của Mận đâu? Bộ tính nhịn miệng đại khách hả? Khách khứa gì, uống đi. Mà vụ gì vậy? Tôi thấy cái bà đó lạ quắc à. Hình như là vợ của anh Danh á. Hèn gì chảnh. Mớ gì phải khóc? Muốn kết tội á, phải có bằng chứng chứ. Sai trái gì tôi không biết, nhưng mà tôi ê chệ quá mọi người. Kiểu này mà má tôi biết, chắc là tôi chết quá. Mà tôi hỏi thiệt nghe, giữa bà với ông Danh gì đó đã có gì chưa? Chưa có gì hết á. Vậy thì mắc mớ gì phải sợ.
bà mà làm ùm lên vậy á thì chỉ có xấu mặt vợ chồng bà thôi. Nhưng bây giờ thì bà đã làm ùm lên rồi đó, đã vậy còn gây liên lụy đến Mận nữa. Mận mắc gì phải liên lụy? Mận không sợ người ta trả thù hả? Bà là cách lạ tới cù lao của mình, đâu phải bà muốn ngang ngược là ngang ngược đâu. Chỉ sợ cho bà thôi. Sao mà gia cảnh của ông bác sĩ Danh lu bu dữ vậy? Hình như lâu rồi hai vợ chồng đó không có được hạnh phúc. Lụa cũng nên thận trọng tình cảm, đừng có nên tin người quá. Không biết hai người đó hụt hạt làm sao, nhưng mà tôi thấy bà cứ vỗ ngực xưng ông Danh là chồng bà. Ủa anh hai đi đâu qua đây vậy? Tao đi kiếm ông Bảy. Sao mà ngồi đây mà không đi làm? Lâu lâu em đi chơi một chút không được hả? Với lại đây là Mận, bạn thân của em, anh hai quên rồi sao? Dạo này tao thấy mày lạ lắm nha, mày liệu cái thân mày đó, về đi làm đi. Hôm nay em được nghỉ. Vậy thì đi về nhà đi. Tao ghét nhất là đàn bà con gái túm tụm nhiều chuyện. Tí tôi đi vắng rồi, anh hai có nhắn gì không? Nói với ổng á, sớm ngày mai qua tôi sớm. Lộ, mặt mày mày sao sưng xỉa vậy? Mày mới khóc hả? Vụ gì vậy? Khóc đâu mà khóc. Mắc mới gì tới anh, hỏi kỳ. Thôi tôi về nha, ly nước dừa này mừng uống giùm tôi luôn nha. Có chuyện gì vậy? Nước dừa hả? Đường khác muốn chết à, uống giùm cho. Cậu bí mật gì vậy? Kể nghe coi. Má ăn thêm nữa đi má. Hay ác hen. Sáng sai chiều xỉnh. Dòng cái thứ lì lợm gì đâu á, nói không có vô lỗ tai chút nào hết mà. Má cứ giỏi ăn hiếp mình tôi đấy. Con lửa thì đội lên đầu, lên cổ á. Con đó thì hay lắm á. Tao vô phước vô phần. Con trai con gái nhà này á, không có đứa nào mà trúng ý tao hết trơn trọi á. Còn con lụa, sao mày biết tao không la nó? Mày đó nha mày. Mày lết cái thay vô buồng riêng của mày ngủ đi nghe. Thôi rượu nực nông hà, tao đập chết cho bây giờ á. Má thương con không có đồng đều. Người ta thương con trai hơn con gái. Má thương con lụa hơn tôi. Tôi dễ bị đòn quá. Bà chỗ nào cũng đánh được hết hả? Rồi chừng có ngày á, má bị mất mặt với con đó đó. Nè, tôi không có chọc ghẹo anh nha. Bây giờ có xuống ăn cơm không? Không tôi dọn đó. Dọn đi. No thì bù nội, ăn gì nữa. Mày đó nghe, lo mà lấy chồng đi nghe. Để tai tiếng cho tao sợ tóc, tao bẻ giò, tao quăng xuống bể chuối, tao thả trôi xong. Lúc đó đừng có khóc nha mày. Quyền huynh thế phụ quá hen. Mày quay dữ à.
Mày lớn, mày phải cưới trước rồi mới tới nó chứ. Con trai bây giờ không có thằng nào ngu lấy vợ sớm hết á. Đeo gông hả? Mà lo gì, lo cho nó trước đi. Tôi nghe sùm lắm rồi đó nha. Sùm? Mà sùm cái vụ gì? Mày tỉnh táo rồi nói chuyện với tao nghe. Xỉn tưng lên rồi nói lung tung tao đập cho chết à. Mà cái vụ gì? Mà hỏi thẳng nó đó. Vợ ông bác sĩ Danh về tới Cù Lao này rồi, đúng không? Chú. Con. Anh Tư. Mấy mẹ con nói chuyện gì mà lớn tiếng nghe rần rần rần. Tôi đi tuốt ngoài mé đường mà tôi còn nghe. Anh Tư ăn cơm nước gì chưa? Sẵn bữa mời anh vô ăn luôn nghe. Tôi biểu con Lụa nó dọn mâm mới cho anh. Thôi quá xá là cảm ơn chị. Tôi ăn rồi. Đi rảo rảo vòng chơi cho nó đỡ buồn vậy thôi. Chú ăn rồi. Lụa à. Dạ. Coi dọn dẹp cái bàn để cho chú Tư ngồi uống nước bay. Dạ. Mời chú Tư. Rồi. Chà, mấy má con ăn cơm chưa mà dọn vậy? Dạ con mới ăn xong. Uống nước đi anh Tư. Chà, mà uống cái gì? Mà lấy chai rượu trên bàn thờ ba xuống đại đi. Phải đạo nghĩa hơn không? Chỗ người lớn nói chuyện nghe rượu ngang. Cái thằng. Ủa, sao mặt mày chù ủ vậy mày? Anh em nhà nó mới cự cãi nhau đó. Thằng anh nó càn anh là tôi thương em nó hơn. Suốt ngày đầu óc chỉ lo nghĩ như vậy, cho nên đâu có nghĩ thêm được gì khác đâu anh. Chú ngồi chờ chút xíu rồi chú về à. Con có mặn gì con mặn đi. Ở trạm xá suốt ngày cũng mệt rồi. Hen, bây giờ cũng phải rỗi rảnh xả hơi chút xíu chứ. Dạ, vậy con xin phép con xuống bếp. Vậy thôi chị ơi. Anh em ruột thịt nó chung hột máu mà. Giận nhau rồi gây gỗ nhau vậy á, rồi cũng yêu thương nhau à. Chị khỏi có lo chi cho nó mệt. Lâu lắm mới thấy anh Tư tới chơi à. Chắc ngày mai mưa lớn quá. Mùa này là mùa mưa mà chị ba. Chị cũng có máu hài hước dữ rồi ha. Còn cái thằng này, không đi tắm cho nó giả rượu đi ngang. Ngồi đây tao đập cho chết à. Mà dòng từ muôn no gì nói đi. Tôi không có nghe đâu. Ha, mày giỡn nhây quá ha ruộng ha. Ông Tư, nghe nói vợ ông Danh ở Sài Gòn về hả? Bà là cháu dâu của ông, đúng không? Trà ngon thiệt á ngang chị ba. Cái thằng hai ruộng của tôi nó hỏi như vậy, trúng hay trật vậy anh Tư? Trên danh nghĩa thì là vậy. Là sao? Khó hiểu dữ hả? Hai đứa nó cũng hụt hạt 4-5 năm nay rồi, cũng đang dằn co đòi ly dị với nhau. Lắm rài á, tôi cũng mệt mỏi lắm chị ơi. Chị nghĩ coi, một đứa thì đánh trống rồi la lối ầm ầm đủ thứ chuyện, còn đứa thì im re, lầm lì cứ ở riết ở bên trạm xá. Chỉ có tôi là lãnh đủ hết à. Đau đầu lắm, cho nên bữa nay phá lệ đi chơi, cho nó thảnh thơi chút xíu chị ơi. Chị làm gì là sai rồi. Bà cao su á là để vận động an toàn tình dục, phát không cho bà con. Chị không được phép bán. Tụi nó có tiền ăn chơi mà, bác Danh lo làm gì.
tôi làm vậy là cũng có ý hay đó chứ. Ý gì hay? Lời đồn mà tới tay cấp trên á thì cái trạm mình mệt đó. Tôi nghe nói chị bán có khi cả 100.000 một hộp. Nè, chuyện này không hề nhỏ nghe chị. Chuyện nào cũng vậy, muốn lớn là lớn, muốn nhỏ là nhỏ à. Tôi bán càng mắc á thì tụi cho nó phải e dè, chứ phát không á cũng như khuyến khích nó quan hệ xã vàng vậy á. Nè, đây không phải là chuyện giỡn nha chị Năm. Đó là vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Trời, cái phạm trù đạo đức nghề nghiệp nó rộng lắm bác Danh. Hồi nào tới giờ cái trạm này nè không có tai tiếng yêu đương lăng nhăng rồi nha. Tôi đang cảnh cáo chị. Chị bán băng cao su với giá cao, khi ở trên đưa xuống lệnh là phát không để giáo dục tuyên truyền. Chị đừng có lạc đề nữa. Lần này tôi nhắc nhở chị thôi nha. Lần sau á, chị mà còn tái phạm á, chị tự giết tự kiếm đi. Tôi nói xong rồi đó, chị đi làm việc đi. Dạ. À, chị Năm, cô Lửa đâu, giờ này chưa thấy gì? Chắc bữa nay nó nghỉ quá. Má nó bắt nghỉ ở nhà chuẩn bị lấy chồng. Chứ đi mận á, lương không bao nhiêu, lỡ bị đánh ghen đội quần. Hả? Chị nói gì? Chị nói rõ đi. Bác sĩ hỏi tôi hỏi ai? Mày đi đâu về á? Đi lên trạm xá chứ đi đâu. Cũng phải đi lên đó coi thằng Chả ngủ với con nào mà không chịu về nhà. Mày ngồi đó đi, chú nói chuyện. Bay còn cái chuyện nào hay ho hơn để bay làm không? Còn nhiều chuyện hay lắm chú ơi, chú chờ đi. Bay thôi đi nghe. Hồ đồ quá. Khi không à, bay chặn đường, bay quánh con gái nhà lành người ta là trái phép. Bộ bay tưởng cái Cù Lao này không có chánh quyền sở tại hả? Bay muốn làm cái gì thì bay làm. Mới có một cái tắt tay là nhẹ đó, chứ đừng có hù tôi. Tôi sợ quá. Bay mà vô cớ, bay xúc phạm đến thân thể danh dự của người khác đó là bay phạm pháp. Nè, Sài Gòn hết chỗ ăn chơi rồi ha, sao bay về đây bay bài những cái trò lố lăng đó hả? Bay làm như vậy là bay bôi trò trét trấu thằng danh cháo tao, bay biết không? Vậy chứ chú thử đặt trường hợp của chú vô tôi coi. Ông bà mà thấy hả, ông bà trên bàn thờ cũng nhảy xuống mà ghen giùm tôi chứ ở đó mà nói tôi. Thằng Danh á, nó đã cương quyết, nó dứt áo ra đi rồi. Bay còn chạy theo xuống đây bay bài cái trò ghen tương làm chi nữa hả? Lố lăng lắm. Chú biết cái gì mà chú nói?
Nói cho chú biết nha, trên giấy tờ á, tôi mới là vợ chính thức của ông Danh nè. Giấy tờ mà làm chi? Cái tình, cái nghĩa với nhau mà nó đã cạn rồi á, thì trăm tờ giấy hôn thú á, cũng không có trói chân được ai đâu. Dẹp đi, chú đừng có nói chuyện ngang như cô với tôi không có thèm nghe đâu. Mày hỗn hào quá nghe. Tao không có hơi đâu mà tao cãi tay đôi với mày. Nhưng tao báo trước cho mày biết nghe, mày á mà còn đụng tới con lụa thì mày biết tại tao. Muốn luật pháp thì có luật pháp, muốn giang hồ thì có giang hồ. Chú ba ơi, chú ba. Dạ, có tôi đây. Ra coi chừng nhà cửa cẩn thận nghe. Dạ. Đêm nay á, thằng Danh nó trực ở cơ quan không có gì ở đâu. Dạ, nói cái hiểu liền. Thôi, tôi về nghe. Dạ. Ê, để tôi ra mở cửa cho chú nhé. Nhánh gì? Hai cha già ói đâm như nhau hết à? Lụa à, sao giờ này mà còn chưa dậy đi làm? Mọi bữa làm xuyên đi lắm mà. Ủa má, chắc bữa nay con xin nghỉ quá à. Sao mà nghỉ? Con bệnh rồi. Bệnh hoạn sao vậy? Con không có bị sốt, nhưng nhức đầu một chút thôi à. Biết thuốc gì á thì lo mà kiếm uống nghe, đừng có để bệnh nặng hơn đó. Con biết rồi mà. Má, má cho con nằm thêm chút nữa nha. Hay tao kiếm con lóc bông bự bự nấu cháo ăn hen. Má, má nấu kiểu đó cầu cả nhà ăn á. Lâu lâu đổi món chứ ăn cơm riết cũng ngán. Lo mượn thuốc đi á. Dạ. Mà có thuốc sẵn ở nhà mà, chút nữa con ăn cái gì rồi con uống cũng được. Lô nè. Dạ. Hay là sẵn tiện vậy, mày mần đơn xin nghỉ quách cho rồi đi. Tao là tao không ưa con mẹ Nam Hiền rồi đó. Mày về mần việc chung với mẹ chắc là cũng khó lòng đây. Quanh đây ai mà còn lạ gì mẹ nữa. Má kệ bà đi, chuyện ai nấy làm. Mày kệ, mà bà có chịu kệ cho mày không? Hay là cứ châu mỏ xỏ lòng xăm soi đó. Hễ xảy ra chút chuyện gì với hả là đồn thổi lên. Một thì đồng 10, 10 đồng 100. Rồi đây có chuyện bự giữa tao với mẹ nữa à. Thiệt á. Ủa, mà bà có nói gì với má hả? Không, nhưng mà coi mồi không có êm. Còn mày nữa ha, liệu cái thân đó à nghe. Đừng có thấy người ta bảnh tỏn lại là bác sĩ rồi nhắm mắt lú lẫn nhảy vô đi ha. Của quý là người ta có chủ rồi, không có đợi tới lượt mày đâu ha. Má, sẵn tiện nó nghỉ luôn đi. Ở nhà bao nhiêu là công việc á, sao không mừng? Vậy chứ má cho con học y tế mừng chi, mà giờ má bắt con ở nhà mừng ruộng. Mày đừng có ở đó mà cãi chạy cãi cối với tao nghe. Mày coi chừng tao đó. Ai kiếm con không? Có, nhưng ta nói là mày đi du lịch rồi,
thì mẹ cứ nói vậy cho xong. Thiền trả tin hay không thì kệ anh trả chứ. Mà nè, con ở dưới này hơi lâu á nha. Mặn nồng dữ ha. Mặn nồng gì mẹ ơi? Thằng Chả hả? Lạnh như cây nước đá. Mà thằng Chả có bồ rồi. Mày nói sao chứ, nào giờ nó có vậy đâu. Thôi mẹ im đi, không biết gì hết rồi. Nghe con nói tiếp nè. Bồ thằng Chả hả? Là một con y tá chân phèn không, quê lòi ra cái bản mặt luôn. Đồ cái thứ con gái miệt vườn, thiếu trai mà thấy thằng cha danh đó hả, là mắt lóa lên liền. Mà nó tên gì vậy? Nó tên là Lụa. Đó, mẹ thấy chưa? Nội có cái tên thôi là biết thứ dân gì đâu rồi. Rồi mày để cho nó yên hả? Con á, mà để cho nó yên á hả? Con chặn đường con sáng nó một bạc tay chứ thì sao? Phải đập vô mặt nó chứ. Ăn không được, con cũng phải ráng phá cho hôi. Lỡ nó trả thù rồi sao? Sợ cái đết gì? Lần đầu hả, con quất một cái vào mặt trước vậy thôi. Bữa nào hả, máu điên của con mà nổi lên ha, dám mà hiên ngang trước mặt con mà cặp kè thử đi. Con mà không sởn tóc cái con quỷ cái đó hả, thì con không phải là con gái của mẹ đâu. Mày dám không đó? Thì để mẹ coi. Thôi mẹ nha, bye mẹ. Nó trao điện thoại hả? Quen không vậy trời? Thì trước lạ sau quen. Bộ mới đánh ghen hả? Đàn ông con trai ở cái xóm này cũng nhiều chuyện dữ ha. Nghe lén hả? Sống sao á mà để chồng đu theo người khác, rồi bây giờ ngồi đây lòng lên như chó dại. Ê, thằng kia, thận trọng lời nói nha. Điên hả? Ngu như cái lu á, bởi vậy bị chồng bỏ. Con quỷ gì? Đừng nào cập nấy nghe. Mày không biết luật hả? Mày chặn được đánh người ta, rồi bây giờ ngồi đây khoe khoang quang quang vậy. Ê, cái thằng kia, mắc mới gì tới mày? Bộ tao đánh má mày hả mày? Cái con nhỏ mà mày chặn đường đánh á là em gái của tao nè. Mày tới số rồi mới dám đụng tới nó. Mày, mày. Có sao vậy? Trời ơi, cái thằng mất dạy. Cái thằng mất dạy. Sao vậy chị ơi? Bắt nó cho tôi coi. Nè, vô. Vô cái coi. Vô. Nương, quán mày ngoài cái món xoài này ra còn cái gì khác không? Còn mì gói với bánh snack ở trong kìa, ăn gì? Trời ơi, tưởng gì. Lắng tai nghe, mấy cái đó ăn ngán thấy mù nội luôn à. Quán xá gì đâu, không có gì ăn chán muốn chết. Thì quán karaoke chứ phải quán nhậu đâu. Đậu phộng đồ lớt lớt thôi chứ. Ngồi đó mà rống cái họng lên cãi nữa. Bộ không nghe câu khách hàng là thượng đế hả? Chạy ù ra mé chợ kiếm tô xíu quách về gặm coi. Bộ bà tưởng gần lắm hả? Lấy cái xe đi kìa, đi buôn bán có lời chứ ai sai khơi khơi đâu. Đi mau đi, đói bụng muốn chết, uống ba cái thứ quỷ này vô sao mau đói bụng vậy ta. Nếu mà không có xíu quách á, ghé quán mà đâm ù á, chặt nửa con vịt mần gỏi á, xong rồi đem về đây nghe. Rồi, có ghé bà ba của không? Kêu hai ruộng luôn không? Con không đi tới đi lui hai ba lần đâu à. Ha, quên. Ghé kêu giùm anh vợ tôi ra luôn ha. Nhớ nha, là cho lớn á, bà ba của bà biết được á, bà chửi cho thúi tai. Dặn đủ chưa? Đi lẹ về lẹ đi má, đừng có ngủ luôn ngoài chợ nghe. Còn ăn nữa. Vừa có xe đâu? Ở ngoài á.
xe chạy sao? Bóp thắng đề ga lên. Ê, ở cái xứ này á, có con nhỏ nó cũng mát mắt hen, trắng bóc, điện nước phì nhiêu, trù phú. Trời, sao bằng em lụa của tôi được? Bà thấy mặt em lụa chưa? Mới có mấy chum mà xỉn hả mày? Con lụa y tá chành bành trên nhậm xá chứ đâu. Ê, đẹp ha. Hiền lành, mặt đẹp như thiên thần vậy đó. Chứ như con nương này á hả, mắt xanh mỏ đỏ, nhìn ác như con cá thắt lát vậy đó. Ê cái thằng kia, đừng có mơ cao. Tao ngó thấy con lụa, nó coi mày không ra kg nữa trơn. Đừng có thương hình tượng bóng, khổ lắm mày ơi. Bà á, biết gì mà nói. Thế nào á, anh hay ruộng á, cũng chừa, gả lụa cho tôi à. Hai thằng bay á, chạch nổi thằng cha bác sĩ đẹp trai như tài tử phim Mỹ không? Bà vừa phải thôi nha. Nãy giờ bà ăn nhậu của tôi mà đi khen người khác là sao? Đẹp thì khen đẹp. Ăn cây nào á thì đào cây đó chứ. À, con ơi, con cột dây giùm ông Tư đi con. Dạ. Tới rồi ha. Mệt ghê. Lên đi tắm. Con gì cái chú Tư? Tôi về với anh Tư. Dạ. Nãy nó không cảm ơn nghe không? Dạ con về nghe. Ê, ai ruộng, tới nơi rồi mày. Lên giùm tao cái đi thằng ông nội. Ngồi đó mà thừ người ra như cái tượng vậy mày. Lên đi. Sao mày cứ ngồi đó cho nắng ăn hay sao mày? Hôm dưới mày đâu mất hết trơn rồi. Ê, khoan đã mày. Cho tao hỏi mày một câu coi. Tông hỏi gì? Mày mới vừa quýnh lộn phải không? Mắc gì tới ông? Bây giờ mày tính đi đâu hả hai ruộng? Mày đi đâu mày có hỏi ý kiến của chị ba của má mày chưa? Ông đưa đò chưa là công an ấp hả? Mệt quá. Tôi đi đâu phải trình báo với ông hả? Thấy cái điệu bộ của bay bất ổn, tao tội nghiệp cho chị ba của má mày quá. Tao quan tâm tao hỏi bay câu, không trả lời thôi. Ông Tư. Gì? Má tôi có kiếm á, nói là tôi đi thành phố mua đồ nha. Nói vậy thôi, chứ có sọc dưa gì mày đâu. Vô duyên. Ý tao á, là tao cảnh báo cho mày về con lụa với ông Danh, hiểu không? Không hiểu. Đang đói bụng, gặp đồ chua, còn gặp bà với con nương nữa. Bực bội thấy ghét quá. Nghe mắc ói mày. Mày tự tin thấy ớn à. Không có đụng chạm tới nhan sắc của người khác nha. Alo, anh vợ hả? Vậy mà con nương á, nó xách xe,
nó đi kiếm anh giùm em á. Thì nhậu. Đang ngồi ở quán nó nè chứ đâu. Cái gì? Nói cái gì vậy? Chuyện gì? Ai đi Sài Gòn cha? Trời ơi, kiểu này chết tía anh rồi anh ơi. Khoan, anh vợ. Ông nội này, không lẽ đây là tin sấm sét sao? Chuyện gì vậy? Hai ruộng đi đâu lên Sài Gòn vậy? Mày đi với ai? Con nào? Trời ơi, tôi mệt quá. Bực bội còn gặp bà nữa. Thôi, không nhậu nữa đâu. Bà ngồi đây á, giờ con nương đi nha. Cấm đi theo tôi á. Ủa? Mà mày đi đâu? Đi đâu kệ tía tôi, hỏi làm gì? Bực bội à. Trời ơi, mất xe. Xe tôi đâu rồi? Nguyên chiếc đây nè, tôi để nguyên chiếc ở đây nè. Ô này. Mất cái đầu mày. Bị lẫn rồi hả? Cái xe. Mày đưa cho con nương đi mua xíu quách, quên rồi hả? Trời. Ê, coi lại còn dính toàn tiền trọng không nha. Ai rớt rồi? Vô duyên quá. Tôi mới giỡn với bà nghe. Dầu sôi lửa bỏng lắm rồi nha. Bà kêu á, con nương về đây á, đem cái xe về đây cho tôi. Thôi, để tôi đi trên đường á, tôi đón con nương á, rồi tôi lấy xe về luôn. Ở đây đi. Ê. Lẹ tay con. Rồi vô cho đầy hai cái bao đó. Chút nữa thằng ruộng nó về, tao kêu nó chở qua bên nhà máy chà lúa. Dạ. Nghe tiếng xe là biết của đứa nào rồi. Má. Má ơi. Vụ gì? Mày chạy xe khơi khơi ngoài nắng riết rồi mày mê sảng hả Út Lì? Đường làng con nít con nôi không, rồi gà chó nữa. Mày tính lũi cho chết hết ha. Trời ơi. Má dì ba ơi, anh vợ con, anh trốn, dì biết chưa? Ai? Ai mà đi đâu mà mày nói với tao? Mày không thấy tao đang mừng công chuyện cho nó kịp nắng hả cái thằng kia? Hai ruộng đi Sài Gòn. Dì chưa biết gì hả? Còn ở đây giờ này còn sàn sảy lúa nữa. Mày nói ai trốn? Trốn ai? Thằng hai tao đi Sài Gòn hả? Ừ. Hay ha. Chuyện nhà tao bù đầu vậy mà nó dám bỏ đi chơi xa giữ thần ôn vậy đó hả? Đi chơi đâu mà đi chơi. Đi trốn con mang đó. Thánh thần ơi. Ai trốn? Thằng hai ruộng hả? Anh Quýnh bà vợ của anh Danh bể đầu rồi. Vợ bỏ trốn luôn. Thiệt. À, anh mới gọi cho con cái rột nè. Đi nè. Dì gọi điện thoại cho anh hỏi rõ thứ coi. Hồi nãy con nghe tiếng được tiếng mất, không hiểu gì hết trời á. Thôi. Để con đi. Trời. Ê, Út Lì. Khoan đã. Con đi kiếm lụa. Ê, Út Lì. Trời ơi, con lụa tao đang bệnh nằm trong nhà mà mày đi đâu kiếm nó? Thiệt là cái thằng này. Ê á.
gì mà kỳ vậy trời. Tôi nè, cô làm gì lá ó trời vậy? Nè, cô nãy giờ điếc hả? Kêu mà không biết trả lời hả? Cái miệng để đâu? Cha nào danh về chưa? Chưa. Mà chắc đêm nay không có về đâu. Trời đất ơi, ngộ ghê ha. Tôi đâu biết. Ông dặn là sao tôi nghe vậy? Cha nội đó nói cái gì? Ông dặn là tôi ở nhà coi nhà cẩn thận. Đêm nay cậu không có gì à. Ông dặn như đó vậy thôi hả? Chủ tới nhà mấy người buồn cười ghê ha. Buồn cho cười ta. Cái cha già kia. Gì? Bữa nay ông muốn chết hả? Ông trả treo với tôi hoài vậy hả? Hả? Tôi đâu dám. Mệt quá, đi xuống dưới bếp kiếm gì cho tôi ăn coi. Hả? Cô nói gì cô nói lại nghe coi. Ông điếc hả? Đi xuống dưới bếp kiếm cái gì cho tôi ăn. Còn mắm kho, ăn được không? Dẹp đi. Ba cái mắm cá tầm thường của mấy người tôi không có ưa. Đi kiếm món khác. Mấy bữa nay cậu Danh không có ăn cơm ở nhà, cho nên có mình tôi ở nhà. Tôi ăn bậy bạ quấy quá cho qua ngày thôi. Có món mắm kho vậy đó. Cô ăn được thì ăn, ăn không được thì cô ra chợ á, cô có gì ăn đỡ đi. Ê, cái cha nội này. Ê nè 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 nè, dẹp cái thói nha. Bữa nay còn bị đặt sai ngược lại tôi nữa hả? Ông muốn chết hả? Tôi đâu dám. Bây giờ đi xuống dưới bếp, xách tôi đi mua hủ tiếu cho tôi, mau lên. Đổi chết mẹ luôn đây nè. Hả? Mẹ cậu chết rồi hả? Cái thằng cha già này, dẹp cái thói đó đi nha. Ông mà bày đặt trả treo với tôi hả? Ông có tin tôi đuổi ông ra khỏi nhà không? Hả? Hả? Đuổi tôi ra khỏi nhà? Ừ. Cha già kia, đứng lại, đứng lại. Trời ơi, tức quá mà. Cô cá sạc mà chấm với mắm me là số dách đó nghe con. Đâu, ăn mồi vô mạnh bạo cho chú coi coi. À, ngon thì chú Tư. Chú mua hay là tự phơi vậy? Của má con lụa cho. Bà biếu khô bà phơi ở nhà. Ngon hay không? Chập chiều con có ghé nhà dì ba. Rồi bay thấy con lụa nó khỏe không? Thôi làm cái coi. Nè, sẵn đây là chú phê bình bay đó nghe. Đàn ông mà trị gia không được là dở quá xa. Chuyện con Kiều là bay phải rõ ràng. Đồng ra đồng, thao phải ra thao. Không để cho nó được trộn lẫn đồng với thao. Phiền. Cổ không chịu ký đơn ly hôn, con cũng bó tay rồi. Vợ chồng là cái nghĩa trăm năm. Nhưng cũng có khi một cái áo mình lỡ mình sắm rồi mà mình bận không vừa thì mình phải cởi ra. Chú là không dám xía vô cái chuyện nhà của bay, nhưng chú khuyên bay đâu đó phải rõ ràng. Cái áo mình mặc không vừa, nó kịch cỏm quá mà cởi ra cũng chẳng được. Chả lẽ bay cứ để vậy mà chịu đựng hả? Kiều muốn ba má con bảo lãnh cổ sang Mỹ định cư. Thiếu cha gì cái cách. Tao dốt á mà tao còn biết, chứ huống hồ gì là bay. Nó muốn sức hoại thì cho tiền nó sức.
đâu có phải bám vô cái tờ hôn thú của bay là cách duy nhất đâu. Con cũng đã giải thích đủ điều rồi, nhưng cổ cố tình không hiểu. Nè, hay là nó còn thương bay? Không đâu, con cảm nhận được mà. Nếu còn thương nhau thì không phải như vậy. Vậy đây, bài trò ghen tuông, để bộ trò trát trấu vô mặt con. Thương yêu gì mà hành xử kiểu vậy? Con thật là bất cỡ, nhất là khi đối diện với Lụa và dì Ba. Tao nói thiệt, tao chưa thấy con đàn bà nào mà như nó hết trơn. Chồng danh giá thì mình cũng thơm lây chứ, ngậm máu phun người dơ miệng mình, vậy mà nó cũng mần được. Con đã bỏ gì đây? Tưởng là yên thân. Cũng không có yên chú Tư à. Bây giờ chỉ có một cách, mày kéo đầu con Kiều ra mày nói. Mày nói sao mà cho nó thủng cái lỗ tai nữa. Cái kiểu của nó chỉ có đồng tiền là trị được. Nè, mày đừng có tiếc của, lựa lời ngon ngọt mà chiêu dụ nó. Thiếu gì cách để đi Mỹ đi mộng. Hồi nữa bay về trạm xá hay ngủ ở đây? Chú cho con ngủ đỡ ở đây ít hôm nha. Nhiều khi chị Nam Hiền chỉ trực. Hiểu, chú hiểu. Cái bà Nam Hiền á, có bộ bị đặt lộn tên rồi. Trời ơi, âm binh lắm nó ngang bay, tai tiếng sùm hết trơn à. Con Kiều mới vừa xuất hiện á, là con Nam Hiền nó bắt dò con Kiều liền. Nó nói cho con Kiều biết đủ chuyện, nói cho bay biết vậy á nghe. Dạ. Tôi tính về đây chứ nước nôi làm chi. Uống miếng trời. Ngồi chờ miết mà cũng đâu có gặp. Thôi chị ơi, hơi đâu mà chị rầu. Không có lửa làm sao có khói được. Tôi đã rầy nó trước rồi đó, vậy mà cũng không kịp hả? Trong cái chuyện này á, cái lỗi trước tiên á là của con Kiều. Lỗi lớn à nghe. Mà tôi cũng ái nái quá này. Mấy bữa nay á thì tôi đâu có biết con Lụa nó bệnh đau gì đâu. Sanh con chứ có ai sanh lòng đâu anh Tư. Tôi gặm nghiến nó miết á. Người ta có vợ có con rồi, bộ hết người hay sao chứ. Tới giờ này á, tôi cũng không biết phải giải thích với chị sao nữa. Tình yêu á, chân chính á, là không bao giờ có tội. Lỗi á, là do con Kiều nó hàm hồ, nó hung dữ thôi. Chuyện đời ác giả, ác báo vậy thôi. Trời ơi, bữa nay anh Tư nói chuyện gì mà mông lung khó hiểu dữ à? Vợ con người ta rành rành nữa đó, nhào đầu vô thì bị đòn chứ làm sao. Thằng hai ruộng á, chắc là đang say xỉn,
rồi nó mới nhảy vô nó binh con lụa, nó mới làm càn vậy. Tôi không có dạy nổi con cái tôi nữa thì tôi thấy mình cũng có lỗi trong cái chuyện này anh Tư à. Thôi lỗi phải cái gì chị ba ơi, vợ chồng của nó vốn đã lục đục từ lâu rồi, con Kiều tại nó làm càn đó chứ. Tại anh á, vì bụng tôi nên mới nói vậy, chứ lục đục gì á thì cũng là chuyện vợ chồng của người ta. Con lụa con tôi nó sai 100% rồi anh Tư à. Rồi đây á, sao mà dám dòm mặt ai quanh cái xóm này nữa không biết. Không lẽ giờ tôi bán ruộng bán nhà mà đi biệt xứ chứ. Trời ơi chị nói dại dữ vậy chị ba. Nè uống thêm miếng nước nữa đi. Ở đây á, còn ai mà không biết tính nết con lụa của chị đâu mà chị khéo lo. Trật á, chỉ có thằng hai ruộng là Trật. Chuyện nào á, thì nó ra chuyện nấy. Thôi chị nhắn kêu hai ruộng nó về đi. Con Kiều á, nó không có bị gì sao hết á. Mai á, là miệng chai không có văng vô con mắt nó. Cái kiểu này chắc tôi bắt con lụa nhà tôi nghỉ làm quá anh Tư à. Ý tôi á, là kêu nó ăn dậy lâu rồi mà nó cứ cãi miết. Trời ơi chị sao vậy? Trạm xá mình giờ có 3 người à. Con lụa nó nghỉ rồi á thì... Thì có nhà nước lo. Không có con lụa thì người ta cử người khác gì à. Thôi chị nói vậy là tôi cũng hết biết nói gì luôn. Thôi nè, ấy coi kêu hai ruộng nó về đi. Coi chừng nó nghe, nó kiếm chuyện nó đi chơi á, nó dùng tiền cho nó đã nư nó đó. Bởi vậy còn với cái. Trời, anh Tư ơi, cái con gì nó vô mắt tôi. Hả? Ai trời. Đâu rồi chị, nằm xuống tôi coi. Bên này. Biết rồi, nằm xuống tôi coi. Nằm im tôi thổi cho nghe. Ai da. Hết chưa? Chưa. Trời đất ơi, sao mà nó vô tuốt trống vậy? Ông hổ cái gì lòi mắt tôi vậy? Được rồi. Trời ơi là trời. Rồi hết chưa? Thôi được rồi. Tôi có làm phiền gì hai ông bà không vợ? Trời. Thánh thần ơi, nói gì vậy trời? Cô đi đâu đây? Tôi thấy sao thì tôi nói vậy thôi. Tôi hỏi cô đi đâu đây? Chờ đò qua bên kia sông chứ đâu. Chưa tới giờ đâu. 2 tiếng đồng hồ nữa mới có chuyến. Vậy tôi vô nhà tôi ngồi chờ cũng được. Nè, không có được nghe. Tôi với cô là chỗ sơ giao, tự nhiên vô nhà tôi chờ gì. Thôi, tôi về đây anh Tư ơi. Ổn chưa? Rồi. Nè. Coi chừng té nghe, cái sợi dây thừng nó mục, nó sắp đứt rồi đó. Mục đâu mục? Bạn ba của bà ngồi nãy giờ có sao đâu. Nhưng mà tôi nói cô đứng dậy. Làm gì mà hẹp hòi ích kỷ dữ vậy? Hẹp hòi cái gì, đứng lên. Tôi không muốn cô ngồi. Đứng lên. Chờ đò qua bên kia mà chờ. Khỏi cần. Thì ghét. Không thèm đi nữa. Cảm ơn nha. Chị lúa. Hả? Có khách kìa. Ra nói bà đi vắng rồi, không có nhà. Tìm chị đó. Hả? Ai tìm chị? Lúa khỏe chưa? Dạ
Dạ, em cũng đỡ nhiều rồi. Mà Lụ bị gì? Sao không cho anh hay? Em đi pha nước đi, còn đứng đó nữa. Dạ. Mời trạm trưởng vô nhà. Lụ bị gì? Sao không tới trạm lấy thuốc uống? Mời trạm trưởng uống nước. Em chỉ bị cảm nước thôi à. Trạm trưởng mất công tới thăm chi vậy? Sao Lụ nói vậy? À, tôi có đem mấy thuốc bổ cho Lụ uống nè. Em không sao đâu. Thôi, trạm trưởng về nghỉ sớm đi cho khỏe. Rồi Lụ tính chừng nào đi làm lại vậy? Em vậy Lụ? Hả? Bà về rồi. Hả? Trời. Thôi, em cảm ơn trạm trưởng nhiều nha. Bây giờ trạm trưởng về nghỉ khỏe đi. Em ráng nghỉ ngơi cho khỏe nha. Tuần sau đi làm lại nghe. Khi nào khỏe đi làm lại cũng được ha. Dạ dạ trạm trưởng. Má. Chào bác sĩ. Bác sĩ mới tới hả? Chào gì? Dạ cho tôi coi cô Lụ bệnh sao. Sao không thấy tới lấy thuốc uống? Bác sĩ tới chơi được rồi, quà cáp chi nữa. Nghe em nó nói bị nhức đầu, chứ không có gì nguy cấp đâu. Tôi tính kêu nó nghỉ làm ở nhà. Má. Dạ, nếu Lụ còn mệt thì nghỉ cho khỏe ha. Vì cái trạm xá thu xếp cũng tạm tạm à. Bác sĩ ngồi xuống uống miếng nước chơi. Dạ cảm ơn dì, đến giờ con làm rồi ạ. Con này thuốc gì đây? Có dặn con Lụa tôi cách uống chưa? Dạ đây là thuốc bổ thôi dì, cô Lụa biết mà. Xin phép dì con về ạ. Anh về. Dạ. Kiểu này là không có được rồi. Mày nghĩ mần đi. Đoán thiệt cho tao. Con nghĩ làm đâu. Mày dám cãi nữa hả? Hả? Tao đập cho mày què giò thử coi mày có lớp đi mần nổi không nè. Còn gì cái cãi cha cãi mẹ nè. Muốn cái gì là được cái nấy hả? Mày muốn chồng con tức chết hả? Hết chịu nổi hả? Mà lúc nào cũng thấy đỏ lửa ì xèo hết trơn vậy. Đỏ lửa ông táo liên tục hen. Gì rồi đó hả? Thôi đừng có hỏi lu bu nữa. Đói bụng quá. Bới cho thằng Tô cơm nóng canh nóng ăn thử coi. Cơm mới rế, không có canh, chỉ có cá lòng tông kho tiêu thôi. Món đó cũng ngon á. Có dưa leo hay dưa chua chấm không? Ủa, sao không về nhà mà ăn? Ai mà thèm ghé đây ăn chực. Nhìn cái bạn mặt chù ụ, dễ ghét. Chẳng qua là tôi đi đường vòng, không có đi qua đò, cho nên nó xa bà cố luôn. Rồi đường đó phải đi ngang qua đây, gặp ngay cái thằng xe ôm chết tiệt, hết xăng ngay cậu ông gáo kìa. Buộc lòng tôi phải tới đây. Hiểu không? Ghé nghỉ chân chút thôi. Tía tôi không có ở nhà,
tôi đâu có tới đây kiếm bẫy rắn đâu. Mà hôm rày á, có gặp lụa không? Có, chuyện cũng êm rồi. Nhờ bác Tư đó. Ui da, đau bụng quá. Ui da, đau bụng quá. Ui da, tự nhiên đau bụng quá. Ui da, có dầu gì sức không? Ui da, ui da, ui da. Nè, không biết sao mà đau dữ vậy. Tôi kêu xe ôm cho anh về nha. Sao mà nổi, ngồi xe không có nổi đâu. Vậy thì lên trạm xá đi, lên trạm xá gần hơn á. Để tôi kêu xe ôm cho anh ha. Để tôi nấu nước cho cậu tắm nha. Thôi khỏi, tối nay chắc không ngủ ở nhà đâu. Đây, chú cất đi. Chú xài gì xài, đừng đổ hết vô mấy cửa chợ nha. Thân ai nấy lo chú ơi. Chà, nói nghe bùi tai dữ ta. Bởi vậy bắt than cho người ăn kẻ ở leo lên đầu tôi, ngồi tung tăng ở trển. Đừng có vội trách người, hãy nhìn lại mình đi. Tôi sao? Anh nhìn kỹ cái bản thân anh chưa? Có nhà có cửa đàng hoàng, không có chịu về ngủ lan ngủ chả ngoài đường á. Tại tôi á, tôi nhường cái nhà này cho cô ở ít hôm đó chứ. Còn cái ông già này nữa, chỗ vợ chồng ta gây lộn, đứng trừng mắt ra ngó hả? Đi. Nè, tôi không cãi tay đôi với cô nha. Đừng có nói càng. À, chú Ba. Dạ. Chú pha giùm con ấm trà nóng nha. Trả lời thôi nha chú Ba. Dạ. Ngộ dữ ha. Bữa nay về nhà nữa. Về để nói chuyện với cô chứ chi. Chuyện gì vậy hả mình? Lặp lại ba cái chuyện cũ á hả? Em không có thích nghe đâu rồi nha. Nói thiệt với anh, em không có muốn ly dị. Cô cứ thích lấy dây trói mình, nhưng đó là chuyện của cô. Nhưng tôi cấm cô không được xúc phạm tới người khác. Anh nói thì sao? Vậy còn thằng hai ruộng kìa, nó đánh bể đầu tôi đây nè. Ai nói? Ai mới là xúc phạm ai? Không có lửa thì sao có khói. Hơn ai hết, cô cũng dư sức hiểu hiện trạng hôn nhân giữa tôi và cô ra sao rồi. Gần 5 năm, tới 9 lần tôi đưa đơn ra tòa, nhưng mà lần nào anh cũng thua. Nhưng mà cô đã cố tình hiểu sai. Thám tử tư của tôi cung cấp đủ bằng chứng của ngoại tình, không phải với một người mà khá nhiều người. Thật sự là tôi thừa sức để nhờ tòa xé ngang hôn thú, nhưng để trưng những bằng chứng đó thật là quá xấu hổ cho cô.
thôi. Anh còn nói gì nữa? Trong mỗi giai đoạn, con người ta thường có những suy nghĩ khác nhau. Có thể bây giờ tôi chai sạn hơn, cảm giác ngượng ngùng xấu hổ vì mấy tấm hình cấp 3, cấp 4 đó của cô không còn nữa. Có thể bây giờ tôi phải nghĩ lại để giành lấy tự do cho mình. Tôi... Thôi đi, tôi biết mà. Cái thứ người như anh á, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Anh khốn nạn lắm, anh đối xử với tôi tệ quá mà. Thật sự tôi không còn lời lẽ nào giải thích với cô nữa. Sẽ có luật sư của tôi lần nữa đến làm việc với cô. Nè, nếu cô biết nghĩ lại điều hơn thiệt thì cô sẽ được sở hữu toàn bộ ngôi biệt thự chứ không phải chia đôi. Cô bán ngôi biệt thự đó đi là đủ điều kiện tìm được sang Mỹ rồi. Thí dụ như mướn người làm hung thú giả chẳng hạn. Còn cái chuyện cô chặn đường bêu xấu con gái người ta, bên nhà đó có thưa kiện gì thì cô phải đi hầu đó. Vậy không ai đi thay cho cô được đâu. Anh nói hay quá ha. Vậy còn thằng quỷ hai ruộng kìa, nó đánh tôi đổ máu rồi nè. Ai thèm thưa nó. Tùy cô thôi, chuyện nào ra chuyện đấy. Nè, ông xã, ở nhà đi. Chưa nói chuyện xong mà đi đâu vậy? Chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi. Sống khôn thác thêm, về phù hộ độ trì cho hai đứa con của ông tai qua nạn khỏi. Tôi rầu uống thối ruột đây nè. Thằng hai ruộng nó còn chưa chịu về nhà nữa. Nó mà có bề gì chắc tôi hết muốn sống ông ạ. Nhắn bao nhiêu tin rồi mà nó cứ biền biệt. Trời đất ơi, mình mãi tay chân mày bị cái gì vậy nè? Đau. Làm sao mà ra nông nổi vậy nè con? Tôi bị vọng rạc lắm. Má kêu lụa đã băng thuốc cho tôi coi. Trời ơi, lụa ơi, lụa ơi, mày ra coi anh hai mày bị sao vậy nè lụa? Đầu đưa tao coi. Lụa ơi, nhanh lên. Đau ra liền má ơi. Trời. Đau. Trời ơi, mày giết tao đi lụa ơi là ruộng. Má đừng có la nữa mà. Trời ơi là trời. Mệt má quá. Sao trễ vậy em? Tại em bị hỏi đủ thứ. Lụa uống gì? Nước ngọt hay là kem? Dạ thôi, cho chị sữa đậu nành được rồi. Dạ. Một chai đậu nành. Dạ. Dạ. Lụa, họ có nhận đơn
xin nghỉ việc của Lụa không? Trạm trưởng có phê thuận đâu mà ổng gật đầu. Năn nỉ mà, mai đi làm lại nha. Em cãi lời má đâu có được. À, Lụa có cần tôi nhờ chú tôi của tôi năn nỉ gì ba phụ Lụa không? Chắc là Lụa còn giận tôi nhiều lắm phải không? Nghĩ sao mà giận được, chuyện này xảy ra ngoài ý muốn mà. Cảm ơn Lụa vì đã nói ra câu này. Cảm ơn. Lụa uống đi. Cảm ơn. Mà thôi, anh uống nước đi, anh đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Mình uống cho lẹ rồi về, tại vì em ngại lắm. Ngồi nghỉ mệt chút á, rồi Lụa về bệnh nghỉ trước ha. Thôi, em xin phép về trước. Lụa à, vậy khi nào Lụa mới đi làm? Em cũng chưa biết sao nữa. Hồi nãy em cũng có nghe nói thế nào trạm của mình cũng có thêm nhân sự mà. Lụa cố gắng đừng có bỏ việc nha. Chào mừng anh vợ đã hồi hương. Welcome to Cù Lao Lúa. Trời đất, tao đi mới có mấy bữa à, mà mày tiến bộ dữ hen. Mày đặt nói tiếng Mỹ gành ghẻ nữa mày. No, American English. Là sao? Là vậy đó. Chàng muốn chết, vậy mà cô Lụa còn chơi lên chơi xuống, chưa mời được một ly kem nào hết. Cũng tại anh vợ tệ á. Vợ vợ cái đầu mày, tự nhiên cua gái không xong giờ đổ thừa ai. Ra bên đò kìa, đón nó đi. Nó qua thị trấn đó, giờ này cũng sắp về rồi đó. Thiệt á? Anh vợ đi yểm trợ em nghe. Vô duyên, tao đi yểm trợ mày rồi sao mày trợ nó. Ôi, dễ giàu gì. Cô Lụa của anh á, ngó em bằng nửa con mắt à. Ê, tay anh sao vậy? Đừng nói quấn băng, chuẩn bị đi quánh tennis nha. Mày rảnh quá. Ôi da, ôi da đau. Đừng có nói là bị bà Kiều quăng thang hồng trả đũa nha. Tao chấp bừa con Kiều nó còn không dám nữa. Vậy chứ anh bị gì vậy? Tao bị gì cày té tao? Hỏi gì dễ nhách vậy? Thôi, mày đi đâu đi cho rồi đi. Anh vợ, hay mình đi qua bển nhậu đi. Em đãi cho. Coi như là mừng anh tay qua nạn khỏi vậy mà. Rồi mày không đi đón con Lụa hen? Nằm mơ thôi, dễ giàu gì. Đi nhậu là chắc cú. Bê sườn em còn đau nè. Tức là tình em còn đau nhói trong tim. Em đâu dạ gì đi ra ngoài cho ôm đầu máu nữa. Nắm máu anh là chắc cú. Nhậu nghe. Để tao suy nghĩ đã. Hello, bác sĩ Giang tới chưa vậy?
quản gì, vô đây nằm tôi khám cho được mà. Bày đặt kén cá chọn canh, né ra một chút bà chị. Ê, tôi đâu có khăn thai đâu mà cần mụ giường khám. Ê, nói ai mụ giường, ăn nói lại nha. Mụ giường sao? Mới sáng sớm tới quậy hả? Mụ giường á thì kêu là mụ giường, sợ quá. Nói ai mụ giường hả? Bắt danh cho nói thiệt hả? Bực ghê á, ghét cái cầu này quá đi à, mà cứ mò vô đây hoài. Nè, liệu liệu á, mà giữ chồng nghe chưa? Ở đây á, có nhiều thành phần thòm thèm ông danh lắm mà nha. Ai à? Một xanh lè đó hả? Chị, cái con nhỏ đó bữa nay đi làm chưa? Dám đi. Vậy là biết khôn á. Ê, hai người đang hăm he ai vậy? Chuyện không tới bà, đừng có nhiều chuyện bà nội. Bệnh thì lo nằm đó đi. Sao, khám gì? Nằm đó đi, nói tôi khám cho. Tôi khám không được sao, chờ ông Danh. Thôi đi mẹ, tôi chờ anh Danh hả? Chờ đến sáng thì sáng mơ luôn đó. Tôi thấy ngộ ghê á. Đàn bà con gái ở cái miệt này trơ trẽn, bệnh mê trai trỗi dậy hay sao á? Bà này ai mà lấy, biết người ta có vợ cứ nhào đầu vô bu như ruồi vậy đó. Ê, vợ con gì trật lất hà, dòm không có xứng đôi vừa lứa chút nào hết trơn. Ảnh á thì thanh tao quá trời mà, còn dòm kìa, trời ơi, người gì đâu mà dẹp lép hờ. Thì ghê, lè lẹt, giống như là cái con... Con gì? Cái con... Nè, cái con kia. Cái con gì thì tự hiểu. Trời đi. Ơi, con gì? Đầu quá đi. Con gì đó? Con gì? Ở đây là... Trời, bác Danh, bác Danh giải quyết giùm tôi đi. Hai cái bà này, trời ơi, miệng bằng tay, tay bằng miệng à. Vô nói quá trời quá đất. Bình thường tôi nói nhiều mà vô gặp hai bà này tôi sợ luôn á. Chị Năm. Dạ. Coi chừng bà con xung quanh, nhìn cái tạp xá mình là hợp chợ đó. Đó, ba bà cộng con dịch nữa đi, bỏ con dịch vô là thành cái chợ đó. Anh, sao vậy? Sáng nay đi làm trễ dữ vậy? Ăn sáng chưa? Tội nghiệp quá. Tôi đi đúng giờ mà. Mà có gì không? Thì em tính rủ anh ra cà phê ngồi đó mà. Cảm ơn, tôi đang trong giờ làm việc. Cố gắng giữ hen. Hụt hẫng chưa? Còn chị sao đây? Ăn trúng gì nữa hả? Dạ không có. Không phải đau bụng. Mấy bữa nay á, tự nhiên em đau. Mấy bữa nay em đau. Đau rần rần nữa cái đầu này nè. Đau quá. Kỳ cục lắm bác sĩ ơi. Nè, có chắc không? Thuốc trị bệnh loại nào á cũng có tác dụng phụ hết đó. Uống thuốc mà không đúng bệnh là nguy hiểm lắm đó. Chị có chắc là mình đau nửa bên đầu không? Dạ không hết đâu. Cái bệnh mê trai đó đó, có thuốc nào mà chữa được hết đâu. Ê, nói gì ông kia? Lụa. Dạ. Hôm nay Lụa đi làm lại hả? Dạ. Mới mua cái mùng mới hả Mận? Dạ, còn có mua thêm cho tía cái mền mới nữa. Cái mền cũ á, rách nát nhừ hết trơn rồi, còn giá lại không có được. Thì mua cái mền thôi, bộ dư tiền sao mà mua luôn cái mùng. Ngủ mùng, ngọt muốn chết. Nhưng mà tía không ngủ mùng á, là bệnh á.
Nào giờ tía có ngủ mụn đâu, bày đặt nhiều chuyện không hả? Nè, nghe lời tía, tháo ra xếp lại, ngày mai mang trả cho người ta lấy tiền lại, đồ quỷ của. Tía ơi là tía, hồi trước thì mũi ít, với lại nhà mình có đống ung, còn bây giờ cây đâu nữa mà ung. Tía mà không ngủ mùng á, lỡ mà bệnh thì chạy thuốc không kịp á. Thôi 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 thôi, kệ tía bay, muốn làm gì thì làm. Nè, lo đi ngủ sớm đi đó. Sáng mời đi phụ với tía rải phân ở ruộng của bà Ba của. Vô ngủ đi. Tía. Gì nữa? Mời á, con không đi mần ruộng đâu. Tía biểu gì ba kiếm công khác đi. Chú bay tính buôn bán cái giống gì? Bán bánh á thì bữa đực bữa cái. Theo tao đi mần coi bộ khỏe hơn đó, khỏi có lo đắc ế gì hết trơn. Mần bữa nào có tiền bữa đó, 3-4 giờ chiều là được về nghỉ khỏe, vậy không sướng hả? Tía, mời con đi phụ bán hủ tiếu, có người kêu con lương cao lắm, 1 triệu 1 tháng lận á tía. Trời đất, quán nào? Có phải hủ tiếu không đó, hay là cà phê cà pháo, bia bọt đèn xanh đèn đỏ? Nè, tao cấm tiệc đó nghe. Tía, đi mà tía, tía cho con mần ít tháng gom tiền đi tía. Tao nói không là không. Ba cái quán hủ tiếu làm gì mà trả lương cao dữ vậy? Nè, mày đừng có nói với tao là mày đang có ý định qua thị trấn để mần mướn nha mày. Đường không cái dở trứng ngàn sườn à. Hồi hôm bữa bà của biểu mày qua bệnh giúp bà trả 1 tháng 1.2 triệu, vậy mà không chịu. Bây giờ làm ở chỗ kia lương ít hơn, đi xa hơn ha. Vụ này ngộ à nghe. Thàn vậy chứ con không có mừng mướn cho bà của đâu. Tại sao không mừng mướn cho bà của được? Bộ bà có thù oán gì với mày hay sao hả? Không phải, nhưng mà... Nhưng cái gì? Tía bằng ý đi mà. Tao nói một là một. Nè, bây đừng có học đòi theo đám người xấu. Bày đặt, xe xua, đua đòi, có ngày tao đập chết. Tía... Thôi, đừng có lộn xộn nữa. Mời, đi mừng với tía. Không có nói tới, nói lui gì hết trơn á trời á. Giang ra, để tao nghe giọng cổ. Bởi kể nói chuyện với chú ba, mặc cho ai chạy ngược ta chạy vui lăn lóc ở thành. Còn nhà tôi thì chân phát quê mùa nên chút một đời dẫn mến làng tôi. Sĩ Năm Hiền lành thuốc mát tai, còn kinh nghiệm lâu năm nữa chứ. Năm Hiền trời đất ơi, ai mà kêu xà bãi vậy trời. Trời ơi, ủa trời, nguyên con rồng to tới nhà con Tôm. Trời, vô đây ngồi. Trời đẹp quá. Vô đây ngồi đi. Người đẹp, vô ngồi đi. Ơ xời, làm quá à.
rồng với tôm, cái gì mà rồng với tôm. Tụi hết số dê rồi nè bà nội. Uống nước cho hạ quả. Con lại bà, con lại y tá đó, con cũng có vệ sinh lắm á. Mặt buồn quá, nhiều chuyện uẩn khúc bên trong đúng không? Giải tỏa bằng cách này nè. Đi coi bói không? Là sao? Nghe đồn bà thầy này hay đáo để nha. Mấy cái chuyện tình duyên gia đạo hả? Qua tay bả hả? Bả xử lý im re à? Là sao? Bà nói rõ ràng nghe coi. Bùa yêu của bả hả? Cực mạnh luôn. Tôi thấy tận mắt nè. Gia chủ hãng nước đá đầu xóm tôi đó, có bồ nhí, bỏ bê nhà cửa con cái. Ê, tội nghiệp bà vợ nhà lắm. Đánh ghen đủ cách hết trơn á. Xong say qua năn nỉ gian xin khóc lóc thảm thiết lắm. Vậy mà thằng trả vẫn trơ trơ, vẫn bỏ nhà đi. Tôi thấy tội quá, tôi chỉ cho bà đi chuộc lá bùa yêu về. Ba bữa sau thôi, có kết quả liền. Chả quay về nhà liền. Coi nè, giờ chí thú ở nhà mừng ăn lắm, không có bước chân ra đường ăn chơi gì hết trơn á. Thôi đi, dẹp ba cái bói toán của bà đi. Từ xưa tới giờ không có tin mấy cái vụ đó. Tin hay không thì tùy à nha. Tôi á, tôi chỉ muốn châu gì hiệp phố thôi. Hàng gắn được cho cặp vợ chồng nào á, coi như á, tôi xây được 10 kiển chùa vậy mà. Không ứng thì thôi. Chuyện ai á, tôi không biết. Chuyện tôi á, với ông Danh thì coi như cuối nẻo đường tình rồi bà ơi. Nói gì nghe thê thảm vậy? Cũng đành chứ sao. Thôi đi, hôm nay tới á, chẳng qua là để cảm ơn bà một tiếng vì đã giúp đỡ tôi. Tôi đi về Sài Gòn cho nó khỏe cái thân. Tội tình gì ở lại cái xứ khỉ ho cò gáy này chứ. Bị người ta hành, quả muốn chết đi được. Cái gì bà nội? Gì thiệt hả? Chớ đây làm gì? Chưa có gì mà dương cờ trắng sớm vậy trời. Khoan gì à? Con lụa đi mần lại rồi, không thấy sao. Cái gì? Đâu có im ru dễ dàng vậy. Mình ăn không được thì mình phải ráng phá cho hôi chứ. Nó gan to ha. Tưởng nghĩ luôn, ai dè dẫn mặt đi mần luôn ha. Cũng là chồng của mình, để đứa khác nó xài, tức không? Tức chứ. Giờ mình không xài, mình cũng không cho ai xài. Bằng mọi giá tôi xin hứa nè, yểm trợ cho bà ha, không có điều kiện. Thank you.
Rồi. Cảm ơn nghe chú Tư. Rồi. Chị ơi. Ủa, sao bà chị không lên đò? Tôi sợ té. Nãy giờ tôi không biết vịn ai để tôi lên hết á. Trời ơi, cái đó là tại bà chị không có quen thôi. Đây, bước lên. Đó. Đó, thấy không? Trời ơi, dì mẹt này mang quốc cao gót về sao đi? Dễ té lắm á. Ở đây chắc ông biết bác sĩ Danh chứ? Biết. Mấy thằng xe ôm đây cũng biết hả? Biết. Ông già, kiếm xe ôm ở đâu? Đi dọc ra ngoài chợ á, nhóc ở ngoài á. Không ấy, ông kêu giùm tôi chiếc xe ôm đi. Chứ cái vali này nặng quá, tôi xách không có nổi. Không có rảnh. Bà chị chưa trả tiền đò nghe. Dạ. Dạ, khỏi thối. Không, thối đàng hoàng chứ sao khỏi thối được. Thiệt á, cái xứ này á lão quắc với tôi à. Nè, mà bà chị là chi của bác sĩ Danh vậy? Là mẹ vợ. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào hết trơn. Con gái tôi á, nó hồng nhan bạc phận, cái nó gặp phải thằng chồng dở hơi. Ở Sài Gòn á, làm trong cái bệnh viện lớn á, thì không chịu. Chui đầu vô cái xứ sinh lầy này á, cho cực cái thân. Con gái tôi thiệt á, nó ngu á, nó đu theo chồng đó. Giờ tôi phải lặn lội xuống đây để kêu tụi nó về. Tóm lại là ngu đều hết ha. Ông già, ông nói ai ngu ạ? Đi không? Ông già, đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy? Tôi với bà có gì đâu mà nói. Còn cái vali đó ông già ơi. Trời, ông lấy giùm tôi đi. Thôi, bà tự lấy đi bà ơi. Trời ơi, sao tôi lấy được đây trời. Gì vậy ông? Mày thấy nhỏ đó không? Nhỏ nào? Ngay chỗ cái ao nhà mày đó. Đẹp quá. Ai vậy ta? Hình như con Mận mày ơi. Ông này á, mê con Mận riết á. Gặp ảo giác rồi đó. Con Mận làm gì trong ao nhà tôi? Ai mà biết. Bây giờ mình vòng lại vô trống coi. Khoan, tao để mắt kiến vô cái đã. Trời, rắc rối ghê. Thì ra bé Mận hả? Ai cho bước bông sen nhà anh vậy? Anh á, về hỏi bác cải gái đi. Tôi không có bước trộm bông sen nhà anh đâu. Mới hỏi có một câu à, làm gì lườm quýt dữ vậy?
Cảnh đẹp quá, người cũng đẹp nữa. Chụp hình tắm nha. Thôi, anh Út đi đâu thì đi đi. Xuống đi. Nè, quay lại tạo dáng. Anh chụp tấm hình coi chơi nè. Nè, tôi không có chụp đâu. Mấy anh đừng có giỡn nữa. Để tôi về, trễ bữa vợ rồi đó. Dễ thương quá à, cho anh chụp tấm đi. Ê, anh hai ruộng, anh đi đâu á? Xách vô. Để anh đợi em lên. Đó, đỡ để vô. Em đỡ cho. Trời ơi, Mận ơi, em đẹp quá à. Anh hai, tạo dáng đi anh hai. Em chụp cho anh hai. Máy em mà chụp là khỏi chê luôn. Đó, coi chừng té. Hai ruộng. Đó, đẹp quá, đẹp quá. Ai ăn thịt ăn cá gì đâu mà chụp mấy tấm hình thôi. 1, 2, 3 vô nè. Tấm nữa. Hai ruộng. Sắp vô nữa đi. Đẹp quá. Tôi không có giỡn đâu nha. Bung đi, bung đi. Đánh lì. Bung đi anh vợ. Hai ruộng. Vô. Đẹp quá, đẹp quá. Anh vợ đẹp trai quá, tình cụm quá. Hai người xứng đôi quá. Đẹp quá anh vợ ơi, đẹp quá. Nè, đứng ra. Đứng yên em. Bung ra. Thằng anh nói tôi không giỡn mà. Mấy anh làm gì mà đẹp trai quá vậy? Mận, đi đâu vậy? Yeah. Tự nhiên cái xuống đây chi vậy? Không biết nữa. Nói nghe hay ha. Đi là biệt luôn hả? Không biết ai sống ai chết. Tới một cuộc điện thoại mà cũng không thèm gọi về cho tao nữa. Thôi đi mà mẹ ơi. Lèm bèm hoài à. Đang có chuyện nhức đầu muốn chết đây nè. Thông cảm chút đi. Cái chuyện của vợ chồng mày á, lúc nào mà chả đau đầu. Ủa, cái thằng Âm Minh ở đâu rồi? Đi làm rồi. Ngộ ha. Sao mẹ khô queo mà cái cục nó ướt nhẹp vậy? Trời ơi, đừng có nói là lọt xong giống tôi hôm bữa nha. Thì lọt xong chứ còn gì nữa. Cái thằng cha già đưa đò lụ đạn. Cái thứ dở hơi gì đâu. Cha nội đó đó hả? Chú đùa của ông Danh á. Hả? Cái cha già đưa đò. Ừ. Cái cha nội đưa đò đó chứ ai. Thứ gì đâu không. Chả là chú ruột của ông Danh á. Danh giá ghê ta. Cha nội đó rảnh lắm. Suốt ngày tới đây hả? Mày đặt lên lớp dạy dỗ con hoài à. Ông Danh á, suốt ngày học theo cái cách của chú ông chả. Có tỉnh gì đâu. Dở dở ương ương. Càng ngày càng không ra gì hết á. Ê, tao nói nghe nè. Gì vậy? Tao thấy bỏ Phước về Sài Gòn đi. Tiếc núi gì nữa mà ở đây. Tao mới xuống đây hả, tao nói ê càng hết trơn. Mày chịu đựng hay à nghe. Của đâu của bỏ vậy? Ủa? Thì lâu nay nó cũng bỏ mày rồi. Còn lết theo xuống đây chi nữa. Muốn bị chết khằng ở cái xứ cù lao này hả? Trời ơi, ta nói ban ngày mà hả, mũi nó lên hết trơn vậy nè. Trời ơi. Ông già. Ông già. Ủa? Ông già. Ủa, mày kêu cha già ở đây hả? Ừ. Thì con tính kêu cho quản gia nhà này nè. Kêu cái cha nội đó đem vali của mẹ ra phơi nắng đi. Để ướt nhẹp vậy sao xài.
Đi rồi. Mở cửa cho tao vô. Rồi đội nón lá, đạp xe đạp đi đâu mất tiêu rồi. Cái cha già đó cũng khó ưa lắm rồi nha. Thôi đi mẹ ơi, khó ưa thì xài đỡ cũng được. Tao nói dễ rách á, thì cũng đỡ nóng tai. Thôi thôi thôi, lo thu xếp về đi. Tiếc nuối gì nữa. Ta nói chim đậu còn khó bắt, huống hồ gì con chim mà nó bay dù dù dèo dèo gì rồi sao bắt. Hả? Cái đó là chuyện của người ta. Còn đồ của tôi hả? Đứa nào xài đi. Tôi bắt sống không được á, tôi lấy ná, tôi lấy súng, tôi bắn cho chết tươi. Dữ dội nha. Coi bộ cũng độc địa hơn tao đó. Con gái mẹ mà. Nè chị ơi. Dạ bác sĩ. Vậy cho bé uống một ngày ba lần nha. Rồi dạ, dạ. Nếu mà chưa hết bệnh dạ. đó, nhớ chờ bé lại tái khám nha. Dạ dạ. Nhớ nha. Nè chị, chị cho bé kẹp nhiệt kế nha. Dạ. Một chút nữa tôi kiểm tra nha. Dạ. Đừng có phá con. Má kêu bác sĩ chích vợ. À chị Năm, qua giúp tôi chích cho bé này giùm. Nè mau lên. Giúp gì? Chích cho bé. Hả? Trời ơi, mới tới chưa chuẩn bị gì hết. Chích gì chích. Chị. Ngoan. Ngoan mất cưng nha. Không sao đâu. Ngoan đi con. Trời ơi, cái gì mà má má la la sùm vậy? Con nằm im nha. Nghe lời cô ha. Đó. Chuẩn bị. Không sao đâu con. Rồi không sao đâu. Lát nữa tôi cho thuốc đem về cho bé uống nha. Dạ cảm ơn bác sĩ. Chị giữ tay cho bé đi chị. Dạ. Chị giữ đi. Rồi xoa nhẹ nha. Dạ bác sĩ tôi về. Cảm ơn chị. Cái cô y tá kia đâu mà có mình ơn bác sĩ vậy ta? Con ngoan á. Cô Lụa ra bệnh viện nhận thuốc rồi. Dưới mình đang có dịch sốt xuất huyết đó. Mai còn phải đi xuống ấp phun thuốc diệt lăng quăng. Kêu gọi bà con phát quang dọn vệ sinh chung quanh nhà. Chàng ơi, đâu có ai mà sáu tay tám cái giò đâu. Đẹp không? Đó, thấy không? Nè, có đoàn thanh niên xã phụ giúp mình, mà dẫu có cực mấy á cũng phải ráng dập dịch, không cho mũi tràn lan gây bệnh. Chị hiểu chưa? À chị à. Dạ. Để tôi xem nhiệt kế nha. Hồi nãy rồi bác sĩ. Sao bữa nay về sớm vậy? Không phải chuyện của anh Út. Tránh đường ra cho tôi về. Về cất xe đi. Xong rồi anh chở em đi ăn kem ở quán cà phê cho mát ha. Tôi còn phải đi mần nữa, không có rảnh. Ủa, chứ không phải bữa nay được về sớm hả? Giờ này mà nghỉ cái gì mà nghỉ. Lụa, Lụa cứ làm tôi buồn ghê vậy á. Không bao giờ Lụa gặp tôi, Lụa cười với tôi một cái cho tôi vui nữa. Làm như ai ăn hết của ông nội ông ngoại nhà Lụa vậy. Tôi không có ở không mà đứng cười khơi khơi như vậy. Anh đó nha. Tôi sao? Giỡn chơi riết là quá lố. Tôi mận gì quá lố với Lụa. Tôi nghe nói là anh mới mua điện thoại hả? Đúng rồi. Điện thoại mới phải không? Ừ. Cho tôi mượn đi. Nè thấy đẹp không? Ủa Lụa muốn chụp hình hả? Ở đây cảnh đẹp á. Lụa xuống đi, tôi chụp cho Lụa một tấm. Bảo đảm đẹp ngất ngay luôn á. Vậy thì cho tôi mượn tí đi. À, có hình anh vợ chồng á. Anh này gụn với con cha bảy rắn. Đó đó, thấy chưa?
đây nè, y chang như đang đóng phim luôn á. Công nhận nha, cái ao sen nhà tôi á lên hình đẹp ác liệt luôn. Lùa bấm ở đây nè. Cái này tôi biết xài mà. À, mấy tấm hình này anh rửa chưa vậy? Nói gì ta? Ha, nhắc mới nhớ. Cái này á, bây giờ lụa xuống đi, tôi chụp cho lụa mấy kiểu, xong rồi tôi đi rửa luôn lượt. Trời đất ơi, sao xóa hết trơn vậy? Chứ để mận gì? Bộ anh ăn hiếp con gái người ta, bộ tưởng là hay ho lắm hả? Tôi trời ơi. Ăn hiếp gì? Chuyện của đàn ông, lụa mấy gì mà nói. Trời, xóa hết trơn rồi. Kiểu này tôi chết chắc chứ không hay buồn luôn. Thế kệ anh chứ, đáng rồi. Ê, lụa, nói chuyện cái gì kỳ vậy? Kiểu này về ông hay gùn mà biết được chắc chặt đầu tôi chết luôn á. Lụa là lụa. Lụa, lụa, mày ra đây tao biểu coi. Lụa, ra tao biểu coi. Cái gì mà lớn tiếng vậy cái thằng kia? Đứng trước bàn thờ ông bà tổ tiên mà mày ôm xòm vậy đó hả? Con lụa là kẻ thù mày hả? Má cứ bình nấu miết á, riết nó leo lên đầu tôi nó ngồi nè. Mà cái chuyện gì? Má hỏi làm chi? Ủa, ta không được quyền hỏi hả? Không hỏi thì sao biết đường xử? Mày nói con lụa leo lên đầu mày ngồi, rồi mày tính leo lên đâu? Xuống mày. Nó là em mày, nó hỗn hào với mày á thì để tao xử nó, chứ mày không có được quyền ôm xòm trong cái nhà này. Mà chuyện gì nói tao nghe. Thì chuyện mà thôi, con lụa đâu má? Xe nó đây mà nó đâu rồi? Nó dẫn đoàn đi phun thuốc diệt lăng quăng ở trong xóm á. Nó mừng cái chuyện coi cũng được, chòm xóm khen. Còn mày đó, cứ nhông nhỏng suốt ngày đi nghe. Má cứ vậy không à, đẻ có hai đứa mà thương không đều. Má cứ ngồi khen nó đi, rồi có ngày té hen. Còn mày đó, mừng anh mà cứ cà nanh với con nhỏ không hà. Nó là con gái, nữ sanh ngoại tộc, sao lại tành hanh với nó? Ai mà thèm tình hành với nó, lo cho nó không hết. Nghe nói cái bà già vợ bác sĩ Danh về tới rồi đó. Má ở đó mà lo chằng chằng con lụa đi. Đây, ơi trà nóng. Đâu anh coi coi con cá nó chín chưa đó. Này, nó chín rồi chứ làm sao không chín được. Còn sống á là nó phóng ra khỏi nồi rồi. Sao mà anh khéo lo quá. Vô con cá cho ngọt cái coi. Dạ, mời anh. Làm miếng rồi, làm miếng cá coi. Dạ. Nè, ăn đi. Anh Tư à. Nè, làm miếng dạ. Đi. Cá lóc đồng ngon quá. Nè, vô nghe. Anh Tư à, giờ này nghỉ đưa đò rồi bà chị ơi. Tôi đâu có kêu đò. Hả? Tôi qua đây coi coi có thằng rể của tôi ở đây không. Lên trạm xá mà kiếm nó. Anh đi đâu vậy? Thì vô kiếm cái ghế mời khách ngồi. Ôi khách khứa gì, ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đi. Nhà tôi có hai ghế mà dơ hết rồi. Ấy bà chị đứng được không ngồi giọng chơi không? Thôi, chỗ mấy ông nhậu mà. Tôi đi kiếm thằng rể tôi.
Nghe ông già ở đợ bên nhà, ông nói hôm nay thằng Danh á, nó ngủ lan ở ngoài đường, không chịu về nhà sau giờ làm việc. Ông Tư có hay biết không ha? Cái chữ ngủ lan á, tôi chắc chắn là không phải của ông già ba đâu. Nói anh mày nghe nè, tuy là ông quê mùa dốt chữ, nhưng mà ông có cái thói mạng nói hồ đồ lộn xộn vậy đâu. Ôi anh Tư, nè thằng cháu tôi á nghe, nếu sau giờ làm việc á mà nó không ở lại trạm xá ban đêm á thì nó về đây nó hủ hỉ với tôi. Bà chị nói cái tiếng ngủ lan là làm sao? Thôi mà, để đó tôi. Vô. Thứ gì đâu, vô. Rồi. Nhà ngói 3-4 gian. Nè, cái biệt thự bự Chà Bá Lửa trên Sài Gòn nó còn bỏ. Nè, cháu tôi nghe, thấy nó vậy chứ mà nó khó tính lắm mà, không ưng bụng vừa mắt, ủi liền. Ý anh là sao? Ai làm gì mà anh nói chứa mắt? Thì cái chuyện đó bà chị cứ hỏi Danh á, chứ hỏi tôi sao? Dù sao á thì vợ chồng tụi nó cũng trẻ người non dạ. Ba má thằng Danh á lại đương ở xa xôi, có ông anh ở gần gũi đây à. Nói sao á cho vợ chồng nó đề huề, chứ ai lại nói tạc ra. Bộ anh không biết hả, là làm cho tan rã một cặp vợ chồng á, giống như là mình đốt 10 cái kiển chùa sao? Bà chị nói quá lời rồi đó. Cái dòng dõi nhà tôi á hả, ba đời luôn coi trọng nhân nghĩa, không ai mà muốn con cháu mình tan đàn xẻ nghé vậy đâu. Nhưng mà tôi hỏi nè anh nè, một khối u ác tính ở trong người sao để được, đúng không? Phải cắt bỏ chứ. Nhất là thằng Danh cháu tôi đang là bác sĩ, nó khắc biết nó đang muốn cái gì, nó đang làm cái gì ha. Tưởng cái gì? Anh nói vậy mà anh nghe được á hả? Sao nghe không được? Thì rõ ràng tôi với bà chị là đang đứng trên hai chiến tuyến mà. Mừng sao tôi với bà chị nhất quán ý kiến với nhau được. Khi mà bà chị cứ đổ trút hết tội lỗi cho thằng cháu tôi. Thôi thôi, tôi không cãi ta đôi với anh nữa đâu. Coi, tôi cũng đâu có ham ăn ham gây đâu. Tự bà chị sọc sọc tới đây rồi bà chị lên giọng, bà chị trách móc tôi thôi. Vậy mà nặng lời hả? Tôi nhắc cho ông anh nhớ, con Kiều của tôi á, dù sao cũng là vợ chính thức của thằng Danh. Nè, tôi cũng nhắc cho bà chị biết nghe. Anh Thư, anh để tôi, hình như ở trên tòa án cũng có lá đơn xin ly hôn hợp lệ của thằng Danh cháu tôi, hiểu chưa? Thôi, ngồi xuống đi anh Thư. Thứ già gì đâu ăn mặc thấy ghét. Tội nghiệp cho thằng cháu tôi thiệt á, đụng ngay ổ kiến lửa rồi đó anh Bảy. Ờ, chị Năm Hiền đó hả? Vô đi. Dạ. Chị Năm Hiền. Dạ chào anh. Chị ngồi đi. Dạ cảm ơn. Sao rồi cái vụ dịch sốt xuất huyết bên Cù Lao không chế được chưa? Dạ coi như xong rồi đó lãnh đạo. 10 bữa nay á, trời ơi, tối mặt tối mày luôn á, không có còn bệnh mới nữa. Hôm nào á mời lãnh đạo xuống coi ao tù nước động á, dọn dẹp sạch bách. Tụi em kết hợp với ấp với xã đi phun thuốc diệt lăng quăng suốt một tuần lễ luôn đó. Chị có đem báo cáo không? Dạ có đây ạ. Có 3 người mà nhiều việc quá ha. Tôi cũng đang cố gắng tìm thêm người cho bên chị. Cố gắng á. Dạ. Dạ lãnh đạo
ráng cho thêm người về, chứ có ba ngoe à. Mà thiệt sự hết hai người là lo yêu lo đương rồi. Vậy ý chị muốn nói tới bác sĩ Danh và cô Lụa hả? Dạ, dạ, ôm sầm như cái chợ chùm hởm bên kia kìa. Vợ bác Danh về, trời ơi, quánh ghen ngay trong trạm xá. Rần rần à, khổ ơi là khổ vậy á.